tại sao trên cổ các phi tần nhà Thanh luôn đeo một dải lụa màu trắng? Hóa ra dải lụa màu trắng này không chỉ để trang trí mà nó còn có nhiều tác dụng khác. Vào thời nhà Thanh, phục sức của phái nữ trong cung đình đặc biệt được chú trọng. Các phi tần cho tới cung nữ đều mặc sức trang điểm lộng lẫy và nổi bật hơn những mỹ nhân khác. Không chỉ mái tóc được tạo hình cầu kỳ, từ bàn tay tới bàn chân đều sử dụng những đồ dùng thiết kế rất độc đáo. Bên cạnh đó, phụ kiện đi kèm với trang phục cũng rất được các phi tần trong cung quan tâm. Điểm chung của nhiều bộ phim cổ trang thời nhà Thanh Trung Quốc dễ nhận thấy là dải lụa trắng trên cổ các phi tần. Ý nghĩa và công dụng của nó là gì, không phải ai cũng hiểu rõ. Vậy dải lụa trắng này là gì? Theo Bách khoa Toàn thư Trung Quốc, dải lụa màu trắng quàng trên cổ của phi tần nhà Thanh được gọi tên là Long Hoa Lĩnh Cân, hay gọi tắt là Khăn Long Hoa. Dải lụa này là loại phục sức không thể thiếu trong bộ trang phục của các phi tần, cái cách nhà Thanh. Nó là phục sức riêng của phụ nữ Mãn Châu. Chúng được làm từ loại tơ lụa hảo hạng nhất và có màu trắng. Ngoài ra, trên mỗi dải lụa thêu họa tiết hoặc hình vẽ đặc thù là để thể hiện địa vị của người đeo nó. Đối với những người mới nhập cung, chưa danh phận thường sẽ chỉ đeo khăn long hoa màu trắng trơn. Những người như hoàng hậu và thái hậu sẽ đeo khăn long hoa được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ nhất. Hoàng hậu được coi là mẫu nghi thiên hạ nên hình trang trí trên khăn long hoa sẽ được tự chọn hoa văn độc nhất vô nhị. Còn khăn của thái hậu sẽ thêu chữ thọ thật lớn mang hàm ý chúc người sống lâu trăm tuổi. Kích thước khăn của họ cũng lớn hơn hẳn các vị phi tần khác để chứng tỏ địa vị đứng đầu. Vị phi tần địa vị thấp hơn, khăn của họ sẽ được trang trí những họa tiết đơn giản như hoa lá để phân thứ bậc trong hậu cung. Ngoài việc để xác định cấp bậc của các phi tần, khăn long hoa còn có công dụng đặc biệt khác. Đó là thay cho cổ áo trên trang phục của phi tần. Nguyên nhân là do trang phục truyền thống của người Mãn Châu vốn không có cổ áo. Việc đeo khăn long hoa sẽ giúp cho phần cổ của người phụ nữ kín đáo hơn, đồng thời nhằm tạo sự khác biệt giữa trang phục của nam giới và nữ giới.